Mỹ và các đồng minh châu Âu mới đây đã cáo buộc Nga tấn công mạng, phá hỏng hàng chục nghìn modem Internet, vệ tinh tại Ukraine khi nổ ra xung đột. Mỹ, Canada, Anh, Estonia và Liên minh châu Âu EU ngày 11 tháng 5 ra tuyên bố cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào mạng lưới Internet vệ tinh tại Ukraine của công ty Viasat hồi cuối tháng 2, cùng thời điểm Moscow mở chiến dịch quân sự vào nước láng giềng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, vụ tấn công nhằm gây gián đoạn năng lực chỉ huy và kiểm soát của Ukraine trong cuộc xung đột. Hành động như vậy đã gây ảnh hưởng lan rộng tới những nước châu Âu khác. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng gọi đây là hành động cố ý và độc hại, trong khi Hội đồng Liên minh châu Âu cho rằng vụ tấn công đã gây mất kết nối diện rộng tại Ukraine và nhiều nước thành viên EU. Theo đó, giới chức phương Tây cho biết đây là vụ tấn công mạng dễ nhận thấy nhất, được tiến hành kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một phần vì tác động nhanh chóng với người dùng Internet vệ tinh khắp châu Âu, với mức độ hư hỏng nặng nề của thiết bị. Bob Royce, Giám đốc An ninh mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho hay, sau khi được các modem vô hiệu hóa, người dùng không thể đơn thuần tắt đi và khởi động lại. Chúng bị can thiệp đến mức chỉ có thể được sửa chữa tại nhà máy sản xuất. Mặc dù tác động với cục diện chiến trường sau vụ tấn công mạng không được công bố, nhưng các hợp đồng chính phủ cho thấy Viasat đã cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho nhiều đơn vị cảnh sát và quân đội Ukraine. Theo đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Bên cạnh đó, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào quốc gia khác. Ngoại trưởng Sergey Lavrov mới đây cho biết, đề xuất tịch thu dự trữ ngoại hối Nga của phương Tây là hành vi trộm cắp và điều này đã trở thành thói quen. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Algeria của Algeria ngày 10 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng có vẻ hợp lý khi nói rằng đây là hành động trộm cắp mà các nước phương Tây thậm chí không tìm cách che giấu. Đồng thời, ông cũng đề cập đến đề xuất tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga được châu Âu đưa ra gần đây. Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, đầu tuần này cho rằng phương Tây có thể thu giữ nguồn dự trữ ngoại tệ bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để trang trải chi phí tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Nga cho rằng những hành động như vậy đã trở thành một thói quen đối với phương Tây. Đồng thời, ông chỉ ra việc Mỹ đã đóng băng khoản tiền thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Theo ông Lavrov, Mỹ không có kế hoạch sử dụng số tiền đó phục vụ những người dân Afghanistan đã phải gánh chịu hậu quả từ hiện diện quân sự kéo dài 20 năm của NATO trên đất nước của họ. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục phản đối những nỗ lực của Mỹ nhằm làm xói mòn các nguyên tắc nền tảng của Liên Hợp Quốc và tạo ra một trật tự thế giới đơn cực. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng chỉ trích ông Borrell đi quá giới hạn. Ngoài việc đưa ra ý tưởng tịch thu tài sản nước ngoài, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU tháng trước từng nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine nên được giải quyết thông qua các biện pháp quân sự. Ngoại trưởng Nga nhận định, ông Borrell nên nhớ rằng ông ấy là nhà ngoại giao, không phải lãnh đạo quân sự của EU. Theo đó, ông Borrell và EU hiện chưa bình luận về phát biểu này của Ngoại trưởng Nga. Moscow trước đó đã chỉ trích đề xuất của ông Borrell về thu giữ tài sản Nga ở nước ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 9 tháng 5 đã gọi đây là hành động hoàn toàn vô pháp, có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ quốc tế. Khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang trong thời gian qua, vùng Kaliningrad của Nga trở thành tâm điểm chú ý vì nó được xem là tàu sân bay không thể chìm của Moscow giữa lòng NATO. Tuần trước, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng bằng tên lửa ở khu vực phía Tây Kaliningrad trong khuôn khổ một hoạt động huấn luyện. Hoạt động này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO đang leo thang dồn dập sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 2 tháng trước. Đây không phải là lần đầu tiên lãnh thổ ở biển Baltic của Nga có diện tích bằng Bắc Ireland và nằm giữa hai thành viên NATO là Ba Lan và Litva trở thành tâm điểm chú ý của phương Tây. Hệ thống tên lửa Iskander lần đầu tiên được đưa tới khu vực này vào năm 2016 và sau đó được nâng cấp vào năm 2018 như một phần trong chiến lược của Nga nhằm chống lại việc NATO triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo ở châu Âu. Ngoài ra, Nga còn thường xuyên tổ chức tập trận với sự tham gia của hạm đội biển Baltic đặt tại Kaliningrad. Kaliningrad hiện là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Nó từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Theo Asia Times,
Kaliningrad là vùng lãnh thổ của tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng răn đe với NATO. Các cuộc tập trận được tổ chức ở khu vực này trong thời gian qua được xem là thông điệp Nga gửi tới đối thủ về năng lực của Moscow cũng như gây áp lực cho phương Tây khi EU đang bàn bạc về gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga. Kaliningrad là nơi Nga đã triển khai giàn khí tài quân sự hùng hậu tới đây, bao gồm hệ thống phòng không S-400 hiện đại, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ còn cho rằng Nga có thể đang cất trữ vũ khí hạt nhân tại một bong ke ngầm ở Kaliningrad. Hồi đầu năm, khi Nga chưa mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã hạ cánh xuống vùng Kaliningrad. Đây được xem là lần đầu tiên MiG-31 mang Kinzhal tới Kaliningrad trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO leo thang dồn dập trong thời gian qua. Chiến sự Ukraine ngày 77, Nga đề ngỏ khả năng sáp nhập Kherson. Điện Kremlin nói những quyết định mang tính vận mệnh như việc sáp nhập Kherson vào Nga phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, giống như trường hợp của Crimea. Nga đề ngỏ khả năng sáp nhập Kherson. Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 11 tháng 5 cho biết là Nga sẵn sàng sáp nhập Kherson, khu vực quan trọng về mặt chiến lược ở phía nam Ukraine. Chỉ vài giờ sau khi các quan chức Nga kiểm soát thành phố Kherson cho biết là họ muốn sáp nhập vào Nga từ nay đến cuối năm. Ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng người dân Kherson nên tự quyết định số phận của họ. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, những quyết định mang tính vận mệnh như vậy phải có cơ sở pháp lý hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn hợp pháp giống như trường hợp của Crimea. Ông nói thêm, đề cập đến khu vực mà Nga sắp sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Mỹ không tin Nga muốn đánh NATO. Washington không tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tấn công quân sự liên minh NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm 11 tháng 5. Phát biểu được ông đưa ra sau khi một lãnh đạo tình báo Mỹ dự đoán Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi tại Ukraine. Khi bạn nhìn vào tính toán của ông Putin, quan điểm của tôi là Nga không muốn đụng vào liên minh NATO, ông Austin nói trong một cuộc điều trần trước Quốc hội. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow hy vọng phương Tây sẽ chấm dứt nỗ lực phát triển thế giới đơn cực và vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc sau khi Nga đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Anh cam kết hỗ trợ nếu Thụy Điển, Phần Lan bị tấn công. Anh đã ký các thỏa thuận mới với Thụy Điển và Phần Lan trong động thái nhằm tăng cường an ninh ở châu Âu, với cam kết hỗ trợ lực lượng vũ trang của cả hai nước này nếu họ bị tấn công. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thăm hai quốc gia Bắc Âu hôm 11 tháng 5. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều đang xem xét trở thành thành viên của NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, họ lo lắng về một rủi ro an ninh quốc gia trong quá trình NATO xử lý hồ sơ đăng ký gia nhập. Trước Anh, Mỹ và Đức đã cam kết sẽ bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc không có đình chiến trong tương lai gần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không nhìn thấy khả năng đi đến hòa bình hoặc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Ukraine tại thời điểm này. Vào thời điểm hiện tại, không có cơ hội đạt được một hiệp định hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, ông nói trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. Tuy nhiên, ông cũng nói, cuộc chiến này sẽ không kéo dài mãi mãi, sẽ có lúc đàm phán hòa bình diễn ra, tôi không thấy điều đó trước mắt, nhưng tôi có thể nói một điều là chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ngoài ra, ông bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về nguy cơ nạn đói lan rộng khi cuộc chiến ở Ukraine đe dọa an ninh lương thực ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Hạ viện Mỹ duyệt 40 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine, Nga phản ứng. Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ bổ sung gần 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với 368 phiếu ủng hộ và 57 phiếu chống, theo Reuters. Dự luật này giờ đây sẽ chờ Thượng viện xem xét, nhưng viện này được cho là sẽ hành động nhanh chóng. Sau cuộc bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lên tiếng cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga. Theo cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, dự luật được thông qua ở Washington là nỗ lực nhằm đánh bại đất nước chúng ta, kiềm chế sự phát triển kinh tế và ảnh hưởng chính trị của chúng ta trên thế giới. Điện Kremlin bác tin về thiết quân luật ở Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 11 tháng 5 khẳng định Tổng thống Nga không có kế hoạch ban bố tình trạng thiết quân luật giữa lúc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Không có kế hoạch nào như vậy,
ông Dmitry Peskov nói khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Avin Hanis theo hãng tin TASS. Trước đó, bà Hanis hôm 10 tháng 5 nhận định các động thái tiếp theo của Điện Kremlin sẽ khó dự đoán hơn và Moscow có thể ban bố thiết quân luật ở Nga để hỗ trợ cho chiến dịch ở vùng Donbass. Theo bà, tình hình hiện tại làm tăng khả năng Điện Kremlin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm áp đặt thiết quân luật để đạt được các mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, bà Hanis cũng nhận định Tổng thống Putin sẽ không ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ khi nước Nga phải đối mặt với mối đe dọa đến sự tồn vong. Trước đó, vào hồi đầu tháng 3, Điện Kremlin cũng bác bỏ tin đồn về việc Nga đang chờ ban bố thiết quân luật ở một số khu vực. Không, đây là trò lừa bịp. Nga không có gì ngoài những trò lừa bịp được lan truyền trên mạng xã hội mà người dân gửi cho nhau. Interfax khi đó dẫn lời ông Peskov trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 3. Người dân nên cẩn thận với thông tin để tránh trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, ông Peskov nói thêm. Nga theo dõi nhất cử nhất động của NATO ở biên giới. Điện Kremlin cho biết giới chức Nga đang xem xét kỹ lưỡng các động thái của NATO dọc theo biên giới nước này. TASS đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra nhận xét về khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của Thụy Điển và Phần Lan. Chúng tôi đang chú ý theo sát tất cả những động thái có thể tác động đến sự thay đổi lực lượng của NATO dọc theo biên giới Nga. Việc này sẽ cần phải được phân tích vô cùng kỹ lưỡng. Chúng tôi chưa thể khẳng định bất kỳ điều gì vào lúc này, ông Peskov cho biết. Việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đang được Quốc hội hai nước này cân nhắc và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới. Nếu điều đó xảy ra, an ninh của Nga sẽ đứng trước một thách thức quan trọng khi các lực lượng NATO sẽ tiến thêm một bước nữa đến sát với biên giới với Nga. Được biết, Nga chia sẻ một đường biên giới đất liền dài 1.309 km với Phần Lan. Ngoài ra, Nga cũng có đường biên giới trên biển với Thụy Điển. Trước đó, Vương quốc Anh, một trong những thành viên sáng lập của NATO, đã bày tỏ sự lo ngại với việc các lực lượng Nga có thể tăng cường kiểm soát Biển Đen, qua đó đe dọa đến an ninh của hai thành viên khác thuộc tổ chức này. Trong một thông báo mới nhất được đưa ra vào sáng ngày 11 tháng 5, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định các cuộc giao tranh trên đảo Rắn vẫn đang được tiếp tục và quân đội Nga đang nỗ lực gia cố các điểm phòng thủ của mình tại hòn đảo này. Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào các hệ thống phòng không và các tàu tiếp vận của Nga trên Biển Đen bằng máy bay không người lái vũ trang Bayraktar. Các tàu tiếp vận của Nga tại khu vực này đang không được bảo vệ tốt sau khi Hải quân Nga rút về Crimea sau sự cố với soái hạm Moskva, thông báo này cho biết. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cũng bày tỏ quan ngại về những nỗ lực gia cố hệ thống phòng thủ của Nga trên đảo Rắn. Nếu quân đội Nga củng cố các vị trí của mình trên đảo Rắn bằng các hệ thống phòng không chiến lược và tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển, nước này hoàn toàn có thể chiếm ưu thế áp đảo và qua đó kiểm soát hoàn toàn vùng Tây Bắc Biển Đen, thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm. Ông Zelensky bất ngờ yêu cầu người dân không gây áp lực về điều này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu mọi người không gây áp lực với các lực lượng vũ trang về những chiến thắng hàng tuần và hàng ngày trên chiến trường. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã cung cấp cho tất cả chúng tôi những tin tức tốt lành từ khu vực Kharkiv. Những kẻ xâm lược đang dần bị đẩy ra khỏi Kharkiv, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến. Tuy nhiên, tôi cũng muốn kêu gọi tất cả người dân và đặc biệt là những người ở hậu phương không nên khơi dậy những cảm xúc thái quá. Chúng ta không nên tạo ra áp lực về những chiến thắng nhất định phải có hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi thứ để giải phóng đất đai, người dân và giải phóng tất cả các thành phố như Kherson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol và tất cả những thành phố khác, ông Zelensky nói. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các thị trấn Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Stepkakovo, Predmoha và một phần của làng Cheskaki, Tiski. Vào ngày 7 tháng 5, quân đội Nga đã mất quyền kiểm soát làng Sikuni gần Kharkiv do một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào ngày 10 tháng 5, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giải phóng các khu định cư Chakaski Tiki, Ruski Tiki, Rubini và Barak ở khu vực Kharkiv. Giá dầu bật tăng vì nguy cơ EU cấm dầu Nga. Cả hai loại dầu chủ chốt của thế giới đều tăng hơn 3% chiều nay, kéo giá về lại mốc 100 đô la Mỹ. Dầu Brent hiện tăng 3,37% lên 105,9 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 3,44% lên 103,2 đô la Mỹ. Giá tăng do lo ngại thiếu cung khi Liên minh châu Âu EU dần tiến tới cấm dầu Nga vào dòng chảy khí đốt Nga sang châu Âu thông qua một điểm chuyển tiếp quan trọng ở Ukraine bị khóa lại. Thị trường dầu đang lấy lại đà tăng sau đợt giảm trước đó. Stephen Brannock tại hãng môi giới dầu PVM cho biết giá đã mất tới 10% trong hai phiên trước.
Lo ngại về tăng trưởng do chính sách phong tỏa tại Trung Quốc và Mỹ tăng lãi suất đã gây ra sức ép lên giá dầu toàn nền. EU tuần trước đã đưa ra đề xuất cấm nhập khẩu dầu Nga. Giới phân tích cho rằng việc này sẽ khiến thị trường càng ngày càng thêm căng thẳng và thay đổi dòng chảy thương mại. Dù vậy, việc này cần sự đồng ý của tất cả các nước và việc bỏ phiếu vẫn đang bị trì hoãn vì Hungary phản đối. Dầu thô cũng tăng nhờ kỳ vọng Trung Quốc tung kích thích kinh tế khi chỉ số giá sản xuất PPI và số ca nhiễm COVID-19 giảm dần. Bên cạnh đó, Jeffrey Halley, nhà phân tích tại hãng môi giới OANDA, nhận định việc nguồn cung khí đốt tại Ukraine gián đoạn đang dần có nhiều ảnh hưởng. Giá dầu năm nay tăng vọt khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Dầu Brent có thời gian điểm là chạm 139 đô la Mỹ, cao nhất kể từ năm 2008. Nhà đầu tư hiện chờ số liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố hôm nay. Đây là chỉ báo giúp họ có thêm những manh mối về việc liệu Fed có nâng lãi suất mạnh tay để đối phó với lạm phát hay không. Tồn kho dầu Mỹ cũng được dự báo giảm trong báo cáo công bố tối nay.